Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Mặc dù Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn đã lâu nhưng người hâm mộ vẫn mong muốn cặp đôi quay lại bên nhau. Thời gian vừa qua, Tim đang bận rộn đóng phim mới. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ kiêm diễn viên đăng tải hình ảnh bế một em bé trong hậu trường bộ phim và thả thính, con nít còn dựa vào anh. Sao em còn chưa chịu dựa vào vai anh? Tim đăng ảnh ôm một bé trai và thả thính trên mạng xã hội, con nít còn dựa vào anh. Sao em còn chưa chịu dựa vào vai anh? Ngay sau đó, diễn viên Thanh Bình hỏi, vợ đâu? Tim cho biết anh vẫn đang độc thân, tôi độc thân mà, vợ xa xỉ quá chú. Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng mong Tim sẽ quay về với Trường Quỳnh Anh. Khi một dân mạng bình luận, để kêu con bé tên Quỳnh Anh nó dựa, Tim liền hỏi, hù hù, nó là ai vậy? Dân mạng mong Tim trở về với Trường Quỳnh Anh. Tim khẳng định vẫn còn độc thân. Khi được dân mạng nhắc tên Quỳnh Anh, Tim hồi đáp, hù hù nó là ai vậy? Tháng 7 năm 2018, Tim xác nhận đã ly hôn Trương Quỳnh Anh. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn sống chung một nhà và cùng nhau chăm sóc con trai. Điều này khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Tim khẳng định mối quan hệ của anh và vợ cũ vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, cả hai còn thoải mái cùng nhau đưa con đi chơi. Dù đã ly hôn nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung một nhà. Mặc dù Tim và Trương Quỳnh Anh ly hôn đã lâu nhưng người hâm mộ vẫn mong muốn cặp đôi quay lại bên nhau. Thời gian vừa qua, Tim đang bận rộn đóng phim mới. Trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ kiêm diễn viên đăng tải hình ảnh bế một em bé trong hậu trường bộ phim và thả thính, con nít còn dựa vào anh. Sao em còn chưa chịu dựa vào vai anh? Tim đăng ảnh ôm một bé trai và thả thính trên mạng xã hội, con nít còn dựa vào anh. Sao em còn chưa chịu dựa vào vai anh? Ngay sau đó, diễn viên Thanh Bình hỏi, vợ đâu? Tim cho biết anh vẫn đang độc thân, tôi độc thân mà, vợ xa xỉ quá chú. Ngoài ra, rất nhiều cư dân mạng mong Tim sẽ quay về với Trường Quỳnh Anh. Khi một dân mạng bình luận, để kêu con bé tên Quỳnh Anh nó dựa, Tim liền hỏi, hù hù, nó là ai vậy? Dân mạng mong Tim trở về với Trường Quỳnh Anh. Tim khẳng định vẫn còn độc thân. Khi được dân mạng nhắc tên Quỳnh Anh, Tim hồi đáp, hù hù nó là ai vậy? Tháng 7 năm 2018, Tim xác nhận đã ly hôn Trường Quỳnh Anh. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn sống chung một nhà và cùng nhau chăm sóc con trai. Điều này khiến dân mạng cảm thấy khó hiểu. Tuy nhiên, Tim khẳng định mối quan hệ của anh và vợ cũ vẫn rất tốt đẹp. Thậm chí, cả hai còn thoải mái cùng nhau đưa con đi chơi. Dù đã ly hôn nhưng Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sống chung một nhà. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.